Đây là một con bò cạp. Đây là bò cạp ở vùng Đông Nam Bộ, cơ bản là Bình Phước. Không biết nó là loài bò cạp gì, tôi sẽ dùng cái cây để tôi thiều nó ra. Đây. À, nó đeo lên cái cây của tôi luôn rồi. Bò cạp này rất là lạ nha. Nó khá lạ, nó khác lạ với những loài bò cạp thường. À, nó rất là nhanh. Nhìn vậy chứ nó rất là nhanh. Nó đang bị ướt và nó dính đất. Khi nó trở ra. Wow, đó, đó.